Rồi chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ khui hộp cho các bạn một cái máy mài góc nhìn rất là ngầu, được làm trong cái hộp rất là ngầu, rất là dài. Đấy, các bạn có thể nhìn sơ bên ngoài nó đây. Đây là núm điều tóc. Đó, bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn coi. Máy này mình mới đặt hàng xong. Nó cũng thuộc dạng hàng hiếm nên là rồi mình sẽ để link cho các bạn tham khảo đó. Chung là tùy lúc sẽ có hàng hay không có hàng nha các bạn. Đấy, máy nó sẽ được bọc như thế này. Đó, đây là cái tay cầm giống như để chúng ta đánh bóng á. Rồi một cái đĩa nỉ dán nỉ 125. Rồi đây cũng máy mài rất đặc biệt nha các bạn. Giá nó khoảng 813.000 ha, 800 cho 820 đi. Đó, 820. Rồi các bạn nhìn sơ qua đó, bình thường nó cũng giống một số dòng máy mài góc thôi. Nó sẽ có điều đặc biệt, nó sẽ có điều tóc. Điều tóc bằng núm bạn đây nhé các bạn. Đó, dùng chân pin Makita. Chân pin Makita nhé. Bên đây thì nó lại thiếu cái đề can gì rồi. Nhìn cũng chưa biết là cái gì. Đấy. Rồi, nó sẽ điều tóc qua cái núm này nha. Bây giờ mình sẽ lấy pin cho các bạn coi, gắn pin thử. Rồi, chân pin Makita nhé các bạn. Chúng ta sẽ dùng pin Makita hoặc pin đóng. Đây mình có cục pin Makita 6A này. Rồi. Đấy, bình thường bật như máy mài bình thường thôi. Đó, chạy rất là êm nhé. Bây giờ đang là số 4, mình sẽ vặn lên thử số 5, số 6. Đó. Số 1 rất là đặc biệt, số 1 tóc rất là chậm. Đấy, nói chung là dòng này là dòng chiên để mài đánh bóng á. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng để cắt bình thường. Hoặc các bạn nào muốn đánh bóng thì chúng ta sẽ dùng để đánh bóng. Đó, ví dụ số thấp nhất nè, các bạn sẽ dùng để đánh bóng nhựa xe đó. Đó, thì đánh bóng nhựa xe nếu các bạn dùng tóc cao quá thì nó sẽ bị trầy xước sơn. Rồi đây là cái tay cầm của nó thôi. Tay cầm trợ lực đánh bóng khác với lại kiểu tay cầm trợ lực cắt mài. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đồ bung lung ra bên trong cho các bạn coi luôn, xem nội thất nó như thế nào luôn, có cảm biến hao hay là như thế nào luôn. Rồi nhé, bây giờ mình sẽ bung nó ra cho các bạn coi nhé. Coi thử kết cấu nó có khác với lại các dòng mài khác không, cái bộ điều tóc này nó hoạt động như thế nào nữa. Nó nhìn sơ cơ bản thì nó cũng giống như một con máy mài bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ có núm vặn điều tóc, ở đây. Đó, báo pin trên đây, không có nút bấm ha. Nó cũng vẫn dùng cái bộ đầu của máy mài bình thường thôi, công tắc. Rồi giờ mình sẽ mở ra luôn đi. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ mở coi roto với stato trước. Tháo 4 ốc này ra. Mình hy vọng là nó có cảm biến 2 vì nó con này giá nó khá là cao. Hy vọng nó sẽ có cảm biến 2. Cảm biến 2 thì nó sẽ hoạt động, máy chúng ta hoạt động khỏe, mát hơn. so với loại các dòng máy mài không có cảm biến hai. Đó, các bạn có thể xem, đây là động cơ không chỗ than nhé. Dây đồng thì mình nghĩ là khoảng 1,2 ly á. Dây đồng khoảng 1,2 ly. Đấy. Như là cụm loại rô dài. Đó. Ở đây là cái phần chụp nhôm ha. Phần này bằng nhôm nhé các bạn. Mỡ xanh. Đó. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở luôn bên trong máy luôn coi. Mình cũng mong là nó sẽ có cảm biến 2. Nếu mà có cảm biến 2 thì dòng này khá là ngon lành đó. Còn không có cũng không sao. Vì nó thêm cái điều tốc này nữa là đã rất là đặc biệt rồi. Xài cũng thấy thích rồi. Ồ, đây có cái tem. Tem bằng rồi. Ấm ba la, mở ra máy mài góc. Rồi xem cơ bản nội thất. Rồi các bạn có thể xem cơ bản nội thất của nó đây. Rồi cũng không có cảm biến 2. Mạch nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ thêm một cái bộ này giống như là biến trở thôi. Rồi công tắc bình thường, mạch nhôm nhé các bạn. Đó. Rồi mình đã bung xong máy này cho các bạn coi rồi. Lên mua mình sẽ để phần mô tả hoặc là bình luận video cho các bạn tham khảo nhé. Đây là phần công tắc, roto. Rồi mặc dù nó không có cảm biến 2, hơi buồn một tí thôi, nhưng mà vẫn xài được. Đấy, các bạn thêm xem kỹ, roto của nó rất là sáng trắng. Rồi nha, chào các bạn.